Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bây giờ là phần tin chi tiết. Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi người dân Ukraine không hoảng sợ trong bối cảnh Nga tiến quân vào khu vực Kharkov. Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, người Ukraine nên tin tưởng vào quân đội của Ukraine trong việc bảo vệ khu vực biên giới phía đông bắc của đất nước và không khoan nhượng trong cuộc xung đột khốc liệt ở đó. Ông nhấn mạnh tình hình cực kỳ khó khăn ở ngoại ô Volchansk. Ông Zelensky nói, cuộc tiến quân của Nga vào khu vực Kharkov gây sức ép, buộc quân đội Ukraine giàn trải lực lượng. Các trận chiến phòng thủ không đơn giản và càng trở nên khó khăn hơn khi đối phương liên tục gieo rắc nỗi sợ hãi. Đồng thời, ông thông tin thêm, quân đội Ukraine đang cố gắng phản công gần Volchansk. Cùng với một số thị trấn và làng mạc khác, Volchansk, một thành phố chỉ cách biên giới với Nga vài km, đang phải hứng chịu hỏa lực liên tục từ quân đội Nga. Chính quyền địa phương tiến hành cuộc sơ tán hàng loạt. Ông Olesine Hubov, thống đốc khu vực cho biết, gần 500 cư dân vẫn còn ở lại thành phố. Bình luận của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga tiến sâu vào tuyến phòng thủ của Ukraine và giành quyền kiểm soát các làng Gatishche, Krasnoye, Morokhovets và Olenikovo ở vùng Kharkov. Các cuộc tấn công của Nga cũng phá hủy 4 trực thăng Mi-24 của Ukraine và đánh trúng một trực thăng Mi-8 gần Manelovka, vùng Dnipropetrovsk. Một máy bay phản lực MiG-29 của Ukraine cũng bị bắn hạ và một xe tăng Abrams bị phá hủy, báo cáo của cơ quan này cho biết. Các lực lượng Nga lần đầu tiên tấn công khu vực Kharkov vào tháng 2 năm 2022, sau đó bị đánh bật khỏi hầu hết tỉnh này bởi một cuộc phản công chớp nhoáng của Ukraine vào tháng 9 cùng năm. Kể từ đó, khu vực Belgorod của Nga đã thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh của Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã đề xuất vào tháng 3 năm nay rằng Moscow có thể cần thiết lập một vùng đệm bên trong lãnh thổ Ukraine. Các quan chức Kiev nhiều lần cho rằng họ không tin Nga có đủ lực lượng để chiếm thành phố Kharkov. Trong diễn biến mới nhất, khi Nga liên tục tuyên bố kiểm soát các làng ở Kharkov, các cuộc tấn công của Ukraine cũng được cho là đang diễn ra ở Belgorod, Nga. Trước đó, hãng tin AFP dẫn bài viết trên kênh Telegram của thống đốc vùng Kharkov do Ukraine kiểm soát. Ông Olesine Hubov cho biết, 4.073 người đã được sơ tán khỏi khu vực tỉnh Kharkov sau khi quân đội Nga tuyên bố nắm quyền kiểm soát 5 khu định cư ở Kharkov. Thống đốc Sinehubov cũng xác nhận một cụ ông 63 tuổi ở khu định cư Glyboke thiệt mạng, trong khi một người đàn ông 38 tuổi ở khu định cư Vovchansk bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào khu vực này. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram rằng thành phố Belgorod nói riêng và vùng Belgorod nói chung đã phải hứng chịu đợt pháo kích lớn của lực lượng vũ trang Ukraine. Ông không nói rõ thời điểm diễn ra các cuộc pháo kích. Ông Gladkov cho biết thành phố Belgorod, trung tâm hành chính của khu vực, phải đối mặt với nguy cơ tiếp tục bị Ukraine tấn công, trong khi toàn bộ khu vực được cảnh báo không kích. Theo ông Gladkov, quân đội Ukraine đã thực hiện một vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào thị trấn Sebekino và làm hư hại hai cơ sở công nghiệp. Bộ Quốc phòng Nga ngày 12 tháng 5 thông báo trên Telegram rằng lực lượng phòng không của nước này đã bắn hạ hai tên lửa chiến thuật Tokka-U mà quân đội Ukraine phóng trong đêm nhằm vào Belgorod, cũng như ba máy bay không người lái UAV của Ukraine trên vùng Bryansk, hai UAV trên vùng Lipetsk và một UAV ở vùng Volgograd. Belgorod, thành phố thủ phủ của tỉnh cùng tên, nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 40 km, giờ giống như đô thị ma. Các tòa nhà bị hư hại, mặt đường lỗ chỗ hố đạn sau các vụ tập kích bằng tên lửa, đạn pháo từ bên kia biên giới. Mũi tên chỉ dẫn về hầm trú ẩn và kho vật tư gần nhất được vẽ ở mặt tiền các tòa nhà. Sự im lặng kỳ lạ của thành phố thỉnh thoảng bị gián đoạn bởi những tiếng còi cảnh báo tập kích như lời nhắc nhở rằng xung đột ở nước láng giềng đã đến rất gần với nước Nga. Trong những tuần gần đây, Belgorod trở thành mục tiêu pháo kích và tập kích bằng máy bay không người lái UAV gần như hàng ngày. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các vụ tấn công. Nga tuyên bố đánh chặn phần lớn đòn tập kích, song thừa nhận Belgorod hứng chịu nhiều tàn phá và thương vong. Ông Vyacheslav Gladkov, thống đốc tỉnh Belgorod, trước đó đã nói rằng hơn 100 người bị thương vong ở Belgorod trong chưa đầy 2 tuần hứng chịu các đòn tấn công tầm xa. Hồi giữa tháng 3, giữa lúc Ukraine tăng cường tập kích khiến còi báo động vang lên 4 đến 5 lần mỗi ngày, thống đốc Gladkov thông báo đóng cửa trung tâm thương mại và trường học trong 2 ngày ở một số khu vực, trong đó có thành phố Belgorod. Nhiều video được chia sẻ về Belgorod cho thấy cảnh hỗn loạn khi mọi người lái xe qua làn khói dày đặc và những chiếc xe bốc cháy, cũng như các tòa nhà bị hư hại và cư dân mang theo hành lý chạy trốn. Tiếng nổ và còi báo động không kích vang lên khắp nơi.
Ngoại trưởng Anh David Cameron đã loại trừ khả năng lực lượng NATO đánh chặn tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine. Ông phát biểu với The Times rằng Vương quốc Anh có thể làm nhiều việc không gây leo thang như cung cấp vũ khí chống tăng, xe tăng và pháo tầm xa cho Ukraine. Nhưng có một điều chúng tôi phải cố gắng tránh là để lực lượng NATO xung đột với lực lượng Nga. Ông Cameron nhấn mạnh đó là lý do tại sao ngay từ đầu tôi đã nói rằng chúng ta không thể thiết lập vùng cấm bay hoặc NATO đánh chặn tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine. Ông Cameron cũng lập luận rằng với việc binh lính NATO không trực tiếp giao chiến với binh lính Nga, bất kỳ viện trợ nào của liên minh quân sự này cho Ukraine đều có thể chấp nhận được. Bình luận của Ngoại trưởng Anh đưa ra sau khi một số nghị sĩ Đức ủng hộ ý tưởng cho phép các đơn vị phòng không xuyên biên giới của NATO bắn hạ tên lửa Nga trong không phận Ukraine. Theo các nghị sĩ này, làm như vậy có thể giảm bớt gánh nặng cho lực lượng phòng không Ukraine và cho phép họ tập trung bảo vệ tiền tuyến. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, ông Nico Lange, nhà nghiên cứu cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich, nhấn mạnh các nước thành viên NATO nên sử dụng các hệ thống phòng không Patriot của họ để đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái Nga trên lãnh thổ Ukraine từ lãnh thổ Ba Lan. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng châu Âu đang cố tình khuấy động căng thẳng xung quanh tình hình ở Ukraine vì họ nhận ra lực lượng của Kiev phải đối mặt với nguy cơ sụp đổ hoàn toàn trong bối cảnh Nga liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công. Ông Peskov nhấn mạnh thời điểm này rất quan trọng và tất nhiên đây là một hành động mang tính khiêu khích. Hồi tháng 4, Mỹ cũng tuyên bố đã loại trừ khả năng trực tiếp đánh chặn tên lửa và máy bay không người lái của Nga sử dụng ở Ukraine như cách Washington đã giúp Israel bắn hạ tên lửa Iran. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nêu lý do cho việc Mỹ loại trừ khả năng giúp Ukraine bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga rằng xung đột khác nhau, không phận khác nhau, mối đe dọa khác nhau. Cuối tuần trước, Mỹ và các đồng minh đã giúp Israel đánh chặn phần lớn trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái mà Iran nhắm vào Israel. Động thái này đã làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ và các đồng minh phương Tây có để ngỏ khả năng hành động tương tự để giúp Ukraine vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga hay không? Ông Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nêu rõ quan điểm rằng Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine. Ngày 12 tháng 5, cựu trợ lý đặc biệt phụ trách chính sách và truyền thông của Lầu Năm Góc, Douglas McKinnon, đưa ra nhận định trong bài viết đăng trên tờ The Hill rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, có nguy cơ tham gia chiến tranh thế giới thứ ba ở Ukraine. Trong khi giới tinh hoa chính trị các nước phương Tây hoàn toàn không hiểu được hậu quả của chiều hướng gia tăng xung đột hạt nhân toàn cầu. Ông Douglas McKinnon viết, NATO đang mạo hiểm gây ra chiến tranh thế giới thứ ba ở Ukraine, đồng thời đổ tiền vào ngành công nghiệp quốc phòng. Ngày qua ngày, cuộc xung đột ở Ukraine đang tiến gần hơn đến cú đòn hạt nhân. Ông McKinnon đề cập đến tuyên bố của ứng cử viên Tổng thống độc lập Mỹ Robert Kennedy, người gần đây đã tuyên bố nhận định tình hình ở Ukraine đang ở bên bờ vực gia tăng thảm khốc. Tác giả đặt câu hỏi, liệu đế quốc quân sự ở Washington và những người giúp sức ở châu Âu có hiểu được mối nguy hiểm mà họ đang phải đối mặt? So sánh chính sách đối ngoại của Mỹ với kiểu hai con dê qua cầu. Theo tác giả, ông Kennedy rất đúng vì mọi thứ đều chỉ rõ Mỹ, Anh và Pháp có ý định thúc đẩy Nga làm điều không thể tưởng tượng được. Gần đây, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjártó phát biểu tại hội nghị của Đảng Cầm quyền Liên minh Thanh niên Dân chủ Công dân Hungary. Ông lo sợ viễn cảnh Thế chiến III bùng nổ nếu các quốc gia châu Âu can thiệp trực tiếp vào xung đột giữa Nga và Ukraine. Chỉ cần có thêm một nước châu Âu can dự vào xung đột Ukraine, nguy cơ xảy ra chiến tranh thế giới sẽ xuất hiện, bởi đó chắc chắn là thành viên NATO. Nếu một nước NATO xung đột trực diện với Nga, Thế chiến III là không thể tránh khỏi. Ông cho rằng châu Âu đang trong tình trạng khẩn cấp, đồng thời cho rằng giới lãnh đạo chính trị tại nhiều nước trong khu vực hành động thiếu suy xét kỹ lưỡng và làm gia tăng rủi ro xung đột vũ trang lan rộng. Ngoại trưởng Szijjártó bày tỏ lo ngại, đã xuất hiện những tuyên bố điên rồ thời gian qua, đề cập khả năng đưa quân đội châu Âu vào Ukraine hay thậm chí là triển khai vũ khí hạt nhân. Tuyên bố được Ngoại trưởng Hungary đưa ra trước thêm cuộc bầu cử đại biểu Nghị viện Liên minh châu Âu, EU vào ngày 9 tháng 6. Ông kêu gọi cử tri Hungary ủng hộ những đảng phái châu Âu có lập trường ủng hộ ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine và nối lại đàm phán Kiev-Moscow để chấm dứt xung đột.